là em làm đường bánh thu ngói nè các bạn. Mày hả con? Rồi chúng. Chúng rồi đó. Ở sao quay luôn hả? Nó đậu tiếp hả? Ở kia chú xuống nghe không? Quay luôn. Trâu đạn quá. Thẳng vô nhà rồi, vô xin người ta lấy. Rớt rồi nha các bạn. Để xin chủ nhà lùm nha các bạn. Bắn phát rớt luôn à. Như cua ngói. Dạ không, cảm ơn chú nha chú. Nha các bạn. Chúng đâu mà nó rớt thẳng đuột luôn à. Nay tới mùa nó rồi, nó về nhiều. Đầu mùa mới về ngu như cái giống gì. Bắt này ngu của lần này các bạn. Rồi anh em mình lên đường tiếp nha. Anh đặt quá anh nặng. Anh đi không bay đâu. Rồi tới lông luôn. Bên kia đường qua đây đường các bạn, cua ngói nha. Đây quanh hít V1 nè, tuyệt vời, cua ngói xuyên cổ máu quá à. Không đứt thung hả, máu cua ngói nữa nha, tuyệt vời. Lên đường. Em chở thằng luôn. Buồn. Hơi buồn một tí. Đâu đây nè. Đó, một con. Chèo béo. Anh chèo béo hay anh phướt? Phướt đi. Rớt chết ngắt rồi. Giờ sao? Đâu đường qua bản đâu má. Ừ để coi hồi có đường qua lùm. Rớt chết ngắt rồi. Nó phải là cái con gì mới được chứ. Con
nhớ cái chỗ cầu này nha, hồi qua lụm nha. Qua đường mà, có đường mà. Đi qua. Lụm đi. Chạy vô liền ấy, nó quay anh. Nhanh nhanh nó chạy. Nhanh lụm liền. Hay quá anh Đặng ơi. Nhanh. Phướn hả? Ồ, phướn hay con gì to hả? Đuôi dài lắm. À, phướn hả? Em thấy đuôi nó dài. Nhưng ông lủi ông làm nghe cái bốp là hiểu rồi. Hiểu vấn đề luôn này. Ok anh Đằng làm con phướn rồi. Tao cho con phướn coi. Ủa bắn như thế nào nó té xuống này. Con phướn đuôi dài quá nặng. Phướn dài. Con này dài lắm á. Vừa là trời đẹp ghê ha. Ông bắn chúng đâu mà nó còn đẹp ấy. Ok. Mấy con phướn em bắn gì thấy gớm. Ông bắn phướn đẹp. Không được, lát tao đổi con bắn cho chảo bây giờ. Nó chụp nóng lòng luôn. Ồ, phướn quá trời đẹp luôn rồi. Từ từ không bắn, nó không bay đâu mà. Okay. Từ, chưa được. Rồi bắn đi. Dưới hả? Dưới. Dưới mình bắn lên, con này có bay đâu mà, con này đang nghỉ chưa? Hả? Tự nhiên. Nói chứ tại em đứng khéo á. Em đứng thẳng lại nè. Tự lụm. Bắn nó tự lụm đi chứ. Người ơi quê quán nơi nào sống ra đồ ta. Ở đây nè, đây. Ôi. Đây nha các bạn. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Đủ ba con để nướng rồi đó. Em không biết nó trúng đâu luôn. Lưng á. Nằm đưa lưng thì trúng lưng. Đưa đít, trúng đít. Đưa cú trúng. Vẫn là one hit V1 thần thánh của mình. Đi anh Đặng. Anh cứ chim nghe đi. Ok, bỏ con tổ bỏ đây mẹ rồi nè. Đi. Thôi gãy cánh mọi ơi. Anh Cường phát hiện con cò kìa. Chị cũng không biết nữa ha, gãy cánh. Để anh Cường thịt con cò. Rồi. Bắn luôn. Đâu? Nó đứng nghe nhắn nghe cậu luôn á. Chết mẹ mày tao. Thấy chưa? Ê, tối. Cú xanh đi con cường. Chết mẹ mày tao. Quất. Ê, rớt. Đâu rồi? Rồi, nó đảo vô vườn luôn rồi. Em thấy nó rớt rồi đó. Ê, còn. Lên cây. Ở lên cây đó thấy rồi, chớp đấy à. Xì. Nhớ cái cây không? Đang. Lúng. Ủa cây đó dí nó đâu rồi? Em sợ là nó còn chạy được. Chúng đâu không biết. Giờ đây nó thấy luôn. Hả? Chạy vô tuốt trong. Vô. Rụng vô cây này rồi đó. Một khúc luôn á, vô nữa. Nghe sột là nó. Chúng còn ráng bay vậy. Cây nào nhỉ? Ê, bay con nữa kìa. Rồi để em lên bắn con đó chứ. Con đó đâu đây á, ngay chỗ con này đậu mà. Nhìn dưới cái kênh của anh. Ú, con diều trắng. Lượm được rồi hả? Chết không hay là còn sống? Hả? Im. Im. Ấy cu xanh hả? Cu cường. Rồi bắn chúng sống lưng thì sao sống được con? Hay quá anh Đặng ơi. Anh Đặng hạ một cu cường nha các bạn. Cũng vẫn là quên hết nha các bạn. Quên hết luôn nha. Ơi tuyệt rồi. Nó rớt dưới đất hả? Ừ.
Im. Nghe mua lưng rồi. Con này đẹp ghê, con này mập. Về đủ 3 con rồi đó. Vậy chưa tính không? Ra mất cái xe này tính từ không nè. Đây nha các bạn. Anh thấy nó đều đổi chung ngay cái lưng nè. Vô hết lưng luôn. Đi bảy. Chung ngay xong lưng. Êm. Con này còn bay được không ta? Anh giữ cho chắc đi. Cất đi. Hồi anh Cường đi trước rồi. Con này di chuyển cái kìa. Con này chích chắc cái gì đâu. Mày lạc định. Ôi ơi, tin được không? Thấy không anh? Đâu má, không đây. Thấy không? Không đây. Ôi. Ôi. Ủa, góc của anh mà không thấy được hả? Ừ. Bay đâu mất cái nhà nên không thấy. À. Con đó chết chắc rồi, con đó. Á chứ bây giờ biết cái mọi vậy luôn á. Mất cục thịt. Con người đâu nó đéo kỳ trời. Con nó chết chắc. Bay ra sau cái nhà đó. Ôi, mất cục thịt nữa rồi. To luôn. Anh Cường đang tiếp cận con chim nữa các bạn. Ôi hai cái ngói, con ngói đỏ hay sao á. Anh bắn đi. Anh bắn lấy tí, lấy tí sát đi. Ơ đủ. Đó. Lỗ mắm hai con này. Lâm Điền Cường ơi. Con cua bắn con cua màu đỏ chắc luôn. Rồi, lấm 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 lên lấm lên. Ê, em mà đứng yên là con này đậu rồi. Nó còn á, nó còn lại đậu á. Yên tâm. Tỉa con này luôn đi. Nó còn. Thôi, nó còn vương vấn á. Đứng đi, anh sợ mất chim lắm. Anh lụm cái con đó trước đi. Con này trúng đầu mình mất thì được. Đây này. Thấy chưa, em biết con đó là của anh Cường rồi. Em mới kêu anh bắn này. Nó vẫn còn ráng bay kìa anh. Nó rớt xuống đây mà. Đấy, thấy mà. Trúng đầu mà. Rồi đâu nè, đâu nè. Đâu đây. Tao luộc cho mày nè. Thôi ăn luộc nó đi. Để em trên đây chứ. Đứng im. Đem đi uống, uống lắm á. Ở đây này ba. Đây này. Ở trong này hả? Ở đây này. Thấy chưa? Thấy chưa mới được chứ. À, cuối xuống. Ổng xảo á. Con đó là chết chắc rồi nhưng mà không phải đó đâu. Em nhớ là nó trên anh cả khúc mà. Trên đây nè ông ơi. Anh bắn xéo hướng này chứ đâu phải bắn ngang đúng không? Rớt xuống đây. Rớt xéo xuống hả? Ngay đầu luống này ba. Anh dập dập cái mỏ nè. Lên đi anh Đằng. Anh thích lội ruộng nha. Thiệt chứ. Tao giờ anh cua lên coi. Ok lên lên nè. Cái này tán vô mỏ nhỏ. Tán dập mặt rồi. Ai bảo nó dơ cái mặt ra. Máu. Nhưng nếu mà con trống kia nó dơ cái mặt ra tao đã bắn. Kiểm tra cho mình. Không phải, đứt hết đuôi nè. Thấy lỗ không, nhìn lỗ gớm. Anh Đằng lên em kiếm cho cái một cái mương thịt đẹp mà rửa chân chứ. Đừng rửa đó. Cất đi. Ôi êm nha, nay được bao nhiêu? Ba anh cũng nói là đặt chỉ tiêu đúng không? Giờ cái đầu ra. Sáng mình đặt chỉ tiêu 3 con thôi. Tất cả mình đi săn bữa nào cũng đặt chỉ tiêu hơn cực nhỉ. Hay nhỉ. Ôi, kia có con nữa kìa. Chắc nó chứ ai. Ông hồi nãy đi mấy cu mà. À, nên làm được hết rồi. Không nào, đó nha.
con. Ủa má nó lượm được hết á. Để chạy vòng con cậu ấy. Con kia chớn luôn rồi. Chúng lượm ha. Nghe đầu đấy biết ngay mà thất bại nghe các bạn từ trên đây này. Trên đây lên đường tiếp tục. Đi. Không bỏ túi hả? Túi đầy rồi, mấy cái túi mấy con còn xong. Ok. Hai chim đậu trên cột nữa các bạn. Không bắn được. Vô trong nhà ta. Ở đây có con cua cườm nữa nè. Buồn ghê luôn. Xin mà đã vô. Chờ anh cường. Ở lượm được mà. Ở có cô kìa. Nhưng mà nó bay rồi, nó nghe xong nó bay không mày? Chậm quá trời cũng được. Còn nữa. Có đầu quỷ này. Ba cái đầu quỷ này. Còn. Ai có núi ơi, ai có núi ơi. Đấy, bóp cái họng này đỡ la nè. Anh để ngón tay vô đây nè. Để ngón tay vô đây nè. Không, chị đó đúng rồi. Một tù hủ nha. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng lượm. Đây nè. Nè, anh để ngón ngay đây nè. Đúng rồi. Không biết làm cho chim nín nữa cả. Chúng đâu anh à? Chúng cánh. Chúng cánh không hả? Ui, hên. Bắn là một con tù hủ. Thanh niên hên rồi, bắn chúng cánh. Được rồi nha các bạn. Bớt con ná gì ba? Nó hiện. Được rồi. Nó đứng kế bên trời. Vậy nó vậy mà. Anh đang quất. Đó. Ê, rớt đi kìa. Đó trong lùm đó. Đó vô cái cây dừa, ngay cây dừa giờ qua được không? Qua bên này. Giờ nó đuối hồi là nó chết à? Đó rồi vậy, chung dưới rồi mà đúng không? Vô cái dừa, vô cái bụi ngay cái dừa. Em thấy nó bay vô đây mà. Đi ra đi. Không kiếm được rồi các bạn ơi. Chắc nó rớt đâu trong mấy lùm này nè. Kiếm thấy đâu. Bụt ngay dưới khó lắm. Đúng rồi, em thấy nó đáp vô bụi tre rồi nó lao thẳng xuống vô đây.